Thầy chào các em. Chào mừng các em trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Lời đầu tiên thầy chúc các em luôn bình an sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hôm nay chúng ta học phần cuối của bài 1, các góc ở vị trí đặc biệt. Các góc ở vị trí đặc biệt đó là các góc kề nhau, góc kề bù và góc đối đỉnh. Hôm nay chúng ta sẽ sang mục 3 nhỏ tính chất của hai góc đối đỉnh. Chúng ta làm câu hỏi khám phá thứ 3 để tìm tính chất của hai góc đối đỉnh. Bài toán như sau. Cái nhìn hình 10 đây. Hãy dùng thước đo góc để đo góc O1 và O3. So sánh số đo của hai góc đó. Bây giờ chúng ta sử dụng thước đo độ để chúng ta đo hai góc O1 và O3. Thước đo độ, chúng ta sẽ đặt cái thước đo độ sao cho tấm của thước trùng với điểm O đây các em này. Bây giờ chúng ta muốn đo góc O1, cái góc trên này các em, thì thầy sẽ xoay thước đo độ sao cho một cạnh của thước thì trùng với cái tia OT này. Góc O1 chính là góc TOX các em. Cho nên thầy đặt cái tia OT trùng với cái mặt thước ở bên phải. Sau đó thầy sẽ đọc cái độ từ tia OT mà sang tia OX, tức là số đo của góc O1. Các em nhìn thầy đọc này, đây là 90 độ thẳng đây các em này. 90, 100, 101, 102, 103. 103 với cái vị trí của tia này nó đi lên thì gặp khoảng 2 độ nữa, tức là 132 độ. Thì đó luôn góc O3 là góc ZOY đấy các em. Chúng ta xoay thước. Tùy vào vị trí thước để chúng ta đo các em. Thì xoay thước để cho cái cạnh của thước trùng với tia OZ các em. Bắt đầu chúng ta đếm độ từ cái vị trí tia OZ trở đi. Thì chúng ta đếm đến đây là 90 độ này, 100 độ đấy các em, 101, 102, 132 độ. Như vậy thì chúng ta thấy góc O1 và góc O3 có số đo chung là 132 độ. Câu A nhỏ. Số đo của góc O1 sẽ bằng 132 độ. Số đo của góc O3 cũng bằng 132 độ. Như vậy chúng ta đo xong rồi. Bây giờ chúng ta so sánh số đo hai góc này. Thì từ đây các em thấy hai góc này như thế nào? Hai góc này bằng nhau. Vậy thì qua đây các em nhận xét điều gì? Đó là hai góc đối đỉnh. Hai góc O1 và O3 là hai góc đối đỉnh. Bởi vì chúng ta có đường thẳng ZT và đường thẳng XY cắt nhau tại O. O là đỉnh của hai góc đối đỉnh. Vậy thì hai góc đối đỉnh thì có số đo bằng nhau. Bây giờ tiếp tục câu B. Hãy dùng thước đo để đo góc O2 và O4 rồi so sánh hai góc này. Bây giờ chúng ta sẽ đo tiếp. Bây giờ thầy sẽ đo góc O2. O2 là góc IOT đấy các em này. Thì đặt như thế này là được rồi phải không em? Tấm của thước trùng với đỉnh của góc này. Cạnh OT thì nằm trên mặt thước này. Bây giờ chúng ta điểm từ cạnh OT đến OY để chúng ta đo góc O2. Các em thấy 10 này, 20, 30, 40. Cỡ này là 48 độ đấy các em. Như vậy là đo xong góc O3. Bây giờ chúng ta chuyển qua đo góc O4. O4 là góc XOZ cho các em. Thầy đặt mặt thước thẳng rồi các em nha. Chúng ta đếm từ tia OX đến tia OZ cho các em này. 10, 20, 30, 40 cũng cỡ khoảng 48 độ. Như vậy chúng ta kết thúc. Câu B. Góc O2 là bằng 48 độ. Và góc O4 cũng bằng 48 độ. Vậy thì số đo của hai góc này bằng nhau. Chúng ta kết thúc.
Vậy thì qua cái bài toán khám phá số 3 này thì các em thấy là hai góc đối đỉnh thì có số đo bằng nhau. Đó là tính chất của hai góc đối đỉnh. Bây giờ chúng ta sang ghi nhớ cái tính chất này. Tính chất của hai góc đối đỉnh là hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Tức là về số đo của chúng bằng nhau thì chúng ta gọi là hai góc đối đỉnh bằng nhau. Bây giờ chúng ta làm bài thực hành số 3. Quan sát hình 12. Hình này thầy vẽ lại đấy các em. Tìm góc đối đỉnh của góc IOV. Các em nhìn đến hình này thì các em sẽ thấy rằng là cái đường thẳng XZ sẽ cắt đường thẳng UV. Thầy ô đấy các em. Thế thì khi đó cái góc IOV, góc này này, có số đó là 110 độ, thì nó bằng cái góc đối đỉnh ở trên là UVZ. Thế thì góc đối đỉnh của góc IOV chính là góc UVZ. Bây giờ chúng ta trả lời câu A. Góc đối đỉnh của góc IOV là góc UOZ. Như vậy chúng ta làm xong. Câu B là tìm số đo của góc UOZ. Góc vừa rồi chúng ta mới xác định hai góc đối đỉnh thì bằng nhau, mà góc IOV là có số đo là 110 độ người ta cho rồi. Thế thì góc UOZ cũng có số đo 110 độ. Câu B, ta có góc UOZ thì bằng góc IOV là hai góc đối đỉnh. Mà hai góc đối đỉnh thì bằng nhau vì giả thiết cho là góc IOV là 110 độ đấy các em. Cho nên chúng ta cũng suy ra được là cái góc UOZ là góc đối đỉnh cũng có số đo 110 độ. Chúng ta kết thúc lời giải câu B. Như vậy thì chúng ta khi biết một góc và chúng ta biết góc kia là góc đối đỉnh của nó thì chúng ta sẽ xác định được cái số đo của hai góc này bằng nhau. Đó là kiến thức mà các em vận dụng hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Các em lưu ý rằng hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tuyệt đối của một cạnh góc kia. Bây giờ tiếp tục chúng ta sang làm bài tập vận dụng số 3. Trong cái bài số 3 thì người ta nói là tìm số đo x, số đo x cho các em này, của cái góc UOT đấy các em. Thì bây giờ các em thử suy nghĩ chúng ta làm thế nào. Trước hết các em thấy là cái góc y OV và góc UOZ là hai góc đối đỉnh. Cho nên cái số đo của góc UOZ chúng ta mới tính được là 110 độ rồi. Nhưng mà chúng ta lại thấy rằng là góc ZOT và góc TOU là hai góc như thế nào các em? Hai góc kề nhau. Mới biết tổng của hai góc này là 110 độ thì chúng ta sẽ tìm được góc X. Vì góc X cộng với góc 40 độ này sẽ bằng 110 độ, tức là bằng cái góc đối đỉnh với nó. Bây giờ chúng ta trình bày lời giải. Ta có góc UOZ, góc trên này các em này, thì bằng góc IOV là góc đối đỉnh như chúng ta đã nói lúc này. Mà cái góc IOV này bằng 110 độ, nên cái góc là UOZ cũng bằng 110 độ. Thì trình bày lại giống như cái câu B đó các em. Ta lại có góc UOT để kề với góc TOZ, nên tổng hai góc này đó là góc số đo góc UOT cộng với số đo của góc TOZ sẽ bằng số đo của góc UOZ. Từ đây chúng ta tìm góc góc UOT cộng 40 độ thì bằng
110 độ. Từ đây chúng ta suy ra là góc UOT sẽ bằng 110 độ mà trừ 40 độ, chuyển về nhà đổi dấu nghe em, thì bằng 70 độ. Chính là góc x bằng 70 độ. Chúng ta kết thúc lời giải. Như vậy là qua cái câu này thì chúng ta phải nhớ đến kiến thức là tổng của hai góc kề nhau thì bằng cái góc lớn phụ ngoài của hai góc. Từ đó chúng ta biết góc lớn, tức là góc có cạnh nó phụ ngoài của hai góc này, thì chúng ta sẽ tìm được một góc kề về một góc ở trong đó. Như vậy là chúng ta đã hiểu qua bài tập này là tìm số đo của một góc kề về một góc khi biết tổng hai góc. Từ đây chúng ta chú ý một điều sau. Chúng ta có một kiến thức rất cơ bản này. Thầy cho hai đường thẳng A và B nó vuông góc với nhau các em này. Tức là giả sử nó có một góc là góc 2 này bằng một vuông. Vì góc 2 bằng một vuông mà đường thẳng AB cắt nhau tại điểm O, cho nên góc đối đỉnh, tức là góc O4 cũng bằng một vuông. Bằng ra, mà các em thấy rằng là cái góc O2 và góc O1 là hai góc kế bù, mà góc O2 này là bằng 90 độ, cho nên chúng ta cũng suy ra được góc O1 này cũng bằng 90 độ. Nhưng mà bởi vì góc O1 và góc O3 lại là hai góc đối đỉnh, cho nên góc O3 cũng 90 độ. Vậy thì các em thấy rằng là nếu thầy cho hai cái đường thẳng nó vuông góc với nhau và cắt nhau tại O, thì chúng ta sẽ có bốn góc: O1, O2, O3, O4. Mỗi góc này đều bằng 90 độ. Thì khi đó với hai đường thẳng vuông góc thì chúng ta tìm được bốn góc bằng nhau và bằng 90 độ. Và ngược lại, nếu cho hai cái đường thẳng cắt nhau mà chỉ cần là có một góc trong bốn góc này là bằng 90 độ, chẳng hạn như góc 2 bằng 90 độ, thì ta cũng suy ra được ba góc còn lại cũng bằng góc 2, tức là cũng bằng 90 độ. Và khi đó người ta nói là hai đường thẳng này là hai đường thẳng vuông góc. Như vậy đây là một cái mệnh đề nó xuyên ngược và suy xuôi cả. Vậy thì chúng ta lưu ý điều này: hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng AB cắt nhau tại O tạo thành bốn góc O1, O2, O3, O4. Do tính chất của góc đối đỉnh hoặc kề bù như lúc nãy thầy mới nói với các em, thì ta nhận thấy trong số bốn góc nêu trên, nếu có một góc vuông thì ba góc còn lại cũng là góc vuông. Khi đó ta nói hai đường thẳng A và B vuông góc với nhau, và ký hiệu là, em để ý ký hiệu này, A này sẽ có cái nét này, giống như chữ T ngược ấy. B, để ta đọc là A vuông góc với B. Hoặc chúng ta nói là B vuông góc với A cũng được, như cái hình vừa rồi thầy vẽ. Như vậy thì bài học này thì các em đã hiểu các góc có cái vị trí đặc biệt, đó là các góc kề nhau. Mà hai góc kề nhau mà có tổng bằng 180 độ thì người ta gọi là hai góc kề bù. Rồi tiếp theo hai góc kề bù thì chúng ta có một cái góc có vị trí đặc biệt, đó là hai góc đối đỉnh. Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tiến đối của một cạnh của góc kia. Thầy đã nói kỹ cho các em rồi. Và cuối cùng là các em nhớ rằng là hai đường thẳng vuông góc thì các góc tạo bởi hai đường thẳng này đều bằng một vuông. Và ngược lại, nếu có hai đường thẳng nào đó mà cắt nhau, trong đó có một góc vuông, thì hai đường thẳng này người ta gọi là vuông góc với nhau. Như vậy thì bài học hôm nay kết thúc. Hôm sau chúng ta tiếp tục sửa bài tập 71, các góc ở vị trí đặc biệt. Các em nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi bài giải của thầy. Cuối cùng thầy chúc các em luôn bình an, sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống và trong học tập. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.